Dạ, xin kính chào cả nhà. Con tên Ngân, quê ở Cái Mơn, ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Kênh của con là Ngọc Ngân Bến Tre. Nếu quý cô chú anh chị muốn tìm và xem những cái mặt hàng ở bên con á, thì quý cô chú anh chị có thể gõ tìm số điện thoại là 0386 569 374 hoặc là đánh cái từ khóa là Ngọc Ngân Bến Tre thì sẽ ra rất là nhiều video. Thì bên cạnh những cái loại cây ăn trái, các loại bông trang á, thì đặc trưng của cửa hàng con á, đó chính là các loại mai con và các loại mai ghép. Thì hôm nay thì con có một cái lô mai con để cung cấp cho quý cô chú anh chị. Thì cái lô này á, là con dăm thưa ra quý cô chú anh chị, nên cây của mình nó rất là mập, rất là khỏe và nó có nhánh đó nghe quý cô chú anh chị. Thì chiều cao của cây từ miệng miệng bịch đi lên đó thì nó cao tầm khoảng là 3 gang tay, tương đương với là 5 cho đến 6 tấc quý cô chú anh chị. Cái cây của mình thì thân cây cỡ điếu thuốc trở lên, và cái này thì nó đã nổi đế như vậy rồi. Cây của mình nó rất là to khỏe. Khi đem về thì quý cô chú anh chị mình có thể ghép nè, hoặc là trồng đất thì đều được. Và cái dạng này thì cái nhánh của nó như vậy, dạng vậy nè quý cô chú anh chị. Thì một cây như vậy thì có giá là 9.000 đồng, thì 50 cây là 450.000, thì con sẽ bao phí vận chuyển toàn quốc cho quý cô chú anh chị luôn. Quý cô chú anh chị có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ với con qua số điện thoại ở trên màn hình, cho con địa chỉ ấp xã huyện tỉnh, tên và số điện thoại người nhận, thì con sẽ gửi hàng cho quý cô chú anh chị nha. Còn quý cô chú anh chị ở gần có thể trực tiếp đến địa chỉ nhà của con ở Cái Mơn, ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Và quý cô chú anh chị ơi, đừng quên bấm đăng ký kênh của con để tiếp tục theo dõi nhiều video mới nha. Cái lô này thì là do nó âm thưa nên là cây nhánh nó rất là đẹp, nhưng mà trong quá trình vận chuyển hàng á, này quý cô chú anh chị thấy là cái rễ của mình nó nổi lên nó rất là đẹp, do con âm thưa thì nó có tỳ cây, do mình cái cạn cái sâu á, có cái cây thì nó nằm ở bên dưới thì mình phải moi rễ lên nha. Nè, cái cây này thì nó nổi hơi ít thì mình phải moi cái rễ của nó lên thì mình mới thấy được. Để con lấy ngẫu nhiên một cái cây khác cho quý cô chú anh chị xem. Tại hôm nay con bị bệnh á, nên là con không có dẫn quý cô chú anh chị ra vườn nha. Mình chỉ xem ở trong nhà thôi nha quý cô chú anh chị. Giống như cái cây này đây là quý cô chú anh chị mình phải moi cái rễ lên nè. Mình phải moi lên thì mình mới thấy được cái rễ quấn của cây. Nè quý cô chú anh chị thấy là tất cả cây mình thì đều quấn rễ. Cái này làm ở nhà nên cây nào cũng quấn hết. Quý cô chú anh chị cứ yên tâm. Thì cái cây của mình thì nó sẽ có nhánh nhỏ, nhánh nhỏ, nhánh nhỏ xung quanh vậy nè. Hoặc là có những cái nhánh dài. Thì cái loại này thì mình dùng để mình trồng tàn thông thì đều được hết luôn. Cái loại này là mai vàng 5 cánh bông to nha quý cô chú anh chị. Còn nếu mà quý cô chú anh chị có muốn dòng mai dạo Thủ Đức á, thì con cũng có cung cấp. Tại vì cái đó con có số lượng ít á, nên con không có đăng. Thì cái loại đó thì có giá là 9.000 đồng một cây. Thì nó cao tầm khoảng là 3 tấc đó quý cô chú anh chị. Còn cái loại này là mai vàng 5 cánh bông to. Thì hoa nó vẫn to, nó vẫn đẹp đó quý cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị có nhu cầu đặt hàng á, thì liên hệ với con nha. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem video của con, đã luôn ủng hộ con. Nhưng mà trong quá trình vận chuyển hàng á, thì cây của mình nó có thể bị dập lá, nó rụng lá nè, chứ nó không có đẹp 100% giống như ở nhà của con được. Do đó là khi nhận hàng á, thì quý cô chú anh chị kiểm tra lá xanh tươi, thân cây nó xanh tươi, thì quý cô chú anh chị hãy chấp nhận cho con. Tại vì cái trong quá trình vận chuyển á, thì nó sẽ bị rụng lá tầm khoảng 20% á, quý cô chú anh chị. Dạ, cảm ơn quý cô chú anh chị đã theo xem video của con nhé.